đây, đây các bác nhá, đây là em này là em Đức này, bố Đức đen này. Con này như bây giờ là nó không cắn đâu. Con này bây giờ như này là đang được khoảng 5 lạng. Mà nuôi kịch thủ là nó được 1 cân 2. Đấy. Thế còn mấy em này là mấy em cái này. Đấy. Thì thường là cái màu đen trắng hoặc là vàng đen trắng hoặc là tóm lại là tam thể là đẹp. Đấy. Màu trắng đen này là màu đẹp. Thì cái dòng này thì đồng chí Thao chim cô gái đang lên kênh là bán. Ví dụ mai là mình chuyển lên đấy. Lên chuyển đi Lạng Sơn rồi giờ chuyển đi Móng Cái. Thì thường là các bạn nuôi là một là chúng ta có thể cải thiện thịt rất là thơm như là thịt dòng hoang dã mà. Thứ hai là nuôi cảnh thì đây cái dòng này ví dụ những con này là rất là đẹp. Con này rất là đẹp. Đấy. Con này là ví dụ như là lứa đầu nó có thể chữa luôn đợt này này. Nó chữa nó phải đẻ 3-4 lứa sau nó mới lớn, nó như con lợn ấy. Nó mới lớn ác. Nhưng bây giờ là lứa đầu nó không dòng này nó không cắn đâu các bạn nhé, các bạn bắt thoải mái luôn này. Đấy. Thức ăn của nó là ăn cỏ nhé, ăn cỏ, ăn hoa quả, rồi ăn cả cám nữa. Dòng này nó rất ít dùng nước, mà các bạn phải làm sàn. Đấy là mình sẽ chuyển cho các bạn trên toàn quốc cùng với cái kênh chim cu gáy và con giống đà điểu. Các bạn mà mua thì bên mình ship vận chuyển toàn đấy nhá, toàn khu toàn quốc mà đặc biệt ưu tiên các bạn miền Trung, miền Bắc. Nếu như các bạn ở trong miền Nam thì mình phải đóng vào cái lồng mà cho cỏ vào trong đó. Đấy, thì giọng này là nó cũng khá là dễ nuôi. Mà cái đầu ra của nó rất là ok luôn đấy nhá. Số điện thoại các bạn đặt hàng tư vấn và cũng như là mua con giống thì là gặp đồng chí Thao chim cu gáy hay ở trên xã Vân Hòa, huyện Ba Vì. Đấy, thì số điện thoại là 033 5305 982 và 0989 177 982. Đấy, con này là rất là đẹp. Đấy, con này rất là đẹp này. Rất đẹp luôn. Đấy. Thì cái này mình cứ đóng vào hộp giấy mình gửi cho các bạn theo xe ô tô thôi. Đấy, các bạn nào mua hàng thì các bạn cứ alo thì mình sẽ tư vấn và mình sẽ chốt đơn hàng đặt cho các bạn. Giống này là khá là thích. Nó con này nó không có mồm đâu. Đấy. Nó không cắn thôi. Con này nó chẳng có mồm. Con này. Con đấy. Đổi con khác đi, bắt con nào màu đẹp hơn đi nào. Bắt con đen chì đi. Con đen chì to nặng đấy. Bác gì ạ? Nặng lắm đấy. Nặng. Ôi con này hơi nặng đấy. Nặng lại nặng quá. Đẹp cúng quá. Cầm hai tay bắt con đen chì ạ. Thế thì chỉ bắt con đẻ tí thôi. Bỏ ra. Này. Rồi, thôi đặt xuống đi. Ôi, nó bảo là con bó nó to. Nào, cầm lên đây, cầm con này lên. Đây, cầm con này, hai tay. Đây, cầm đi. Đấy. Nào, ngoảnh mặt đây. Bảo xin kính chào các bác. Các bác mua chuột của bố con đi. Bố con chuyển toàn quốc. Bố con chuyển toàn quốc.
Ngày nào bố con cũng chuyển chim cu gáy và đà điểu và chuột lang. Chuột lang, đây là con chuột lang. Bảo đây là con chuột lang. Đây là con chuột lang. Để xuống đất, để xuống đất. Bắt xuống sang. Để hộp. Cầm cổ nó, cầm cổ nó đây này, đừng cầm bụng, cầm cổ đây. Cầm sát cổ đấy. Đấy. Rồi đặt xuống. Nào nào nhìn đây, cười lên, cười lên, cười lên. Cười lên, hai đứa cười lên để làm logo quảng cáo. Ơ, đứng sát vào nhau. Nghiêng nghiêng con chuột ra, úp con bộ đạp chân xuống đất. Úp bụng xuống dưới đất, quay đầu quay mặt chân xuống đất. Chừng. Ô anh.